Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cùng mọi người tìm hiểu cách tách gộp kho và tên trong Excel 2010 cũng như 2007 trở lên. Thì nói chung rất là đơn giản. Đầu tiên chúng ta vào phần tách. Thì trước tiên chúng ta sẽ mở bảng tích Excel lên. Ở cái chỗ này cột họ và tên này thì chúng ta sẽ tách thành hai cột, cột họ và cột tên. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo thành hai cột trống bằng cách là chọn cái cột ngày sinh, rồi nhấp chuột phải chọn insert, rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhấp chuột phải chọn insert. Thì từ đây chúng ta sẽ được hai cái cột trống ở gần cái cột họ và tên này. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh là Phạm. Thì ta đánh chữ A. Ok. Ở đây chỗ này chúng ta Phạm Hoàng Bảo Cách, rồi xong bên này đánh chữ A. Thì từ đây ở đây chỗ cái ô C8 này thì chúng ta nhấn đồng thời hai phím Ctrl E thì nó sẽ trở thành cột họ và. Còn ở bên cái chỗ tên này thì chúng ta sẽ nhấp chuột vào ô là D8, tức là cái cột tên chúng ta sẽ nhấn đồng thời hai phím Ctrl E. Đấy, rất là đơn giản, đúng không ạ? Vậy từ đây chúng ta sẽ xóa cái cột họ và tên này. Thế là xong. Mất 1 phút 30 giây là xong, thậm chí không được. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua phần gộp. Phần gộp thì cùng tương tự, chúng ta sẽ mở phần gộp lên. Thì để gộp cái hai cột họ và tên này lại với nhau thì chúng ta sẽ tạo thành một cái cột trống bằng cách đó là ta chọn cột ngày sinh, rồi nhấp chuột phải chọn insert. Thì từ đó chúng ta sẽ nhấp vào cái cột D7 này ngang hàng với cái cột họ và tên. Rồi chúng ta sẽ đánh công thức bằng cách như sau: dấu bằng, rồi nhấp vào ô họ và, rồi đánh dấu và, Ctrl Shift và, nhảy hai nháy trên, cách hai nháy trên, rồi dấu và, rồi nhấp vào ô tên, nhấn phím Enter, thế là thành họ và tên. Thì từ đó chúng ta sẽ kéo xuống. Thế là xong. Thì cái công thức đó như sau: D7 và hai nháy trên, cách hai nháy trên và C7. Vậy là ok. Thế thì khi ta nhấp vào cái ô họ và tên này này thì nó sẽ có cái công thức này. Thì khi đó mà chúng ta xóa hai cái cột họ và tên này thì nó sẽ mất cái tên ở trong cột họ và tên. Thì để mà làm mất cái công thức này thì chúng ta bằng cách như sau: bôi đen cột họ và tên, rồi nhấp chuột phải chọn copy, hoặc nhấn đồng thời hai phím Ctrl C. Tiếp tục chúng ta sẽ nhấp chuột phải chọn paste, nhưng mà có chữ 123 và số này 123. Thì khi đó chúng ta sẽ nhấp vào cột họ và tên này này thì nó sẽ không còn công thức nữa. Khi đã là hoàn thành, vậy thì chúng ta tiếp theo chúng ta xóa hai cột họ và tên. Ok, thế là xong.
Nếu mà thấy có ích cho bản thân thì nhớ đăng ký kênh, ủng hộ, like và share cho mọi người chia sẻ được kiến thức. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.